Rồi anh coi anh á, lần nào về cũng nhậu nhẹt say xỉn hết đó. Rồi em coi em á, lần nào đi nhậu về cũng cằn nhằn hết á. Bây giờ mỗi lần đi nhậu về tôi phải xin phép em ơi cho anh đi nhậu hay sao? Đúng nhưng... không? Nè nãy giờ chơi điện thoại vui chưa? Chơi trò chơi vui chưa? Nhưng mà anh phải biết á, lẽ mở cái nhà này có một mình nè. Nè, đây đây đây. Gia gọi nè, nghe luôn đi nha, cho nó vui. Tôi giờ điện thoại là tôi đưa cho cô nghe, tôi không thèm nghe. Tôi mệt lắm. Mở la lớn luôn nè. Alo alo, ê Khoa ơi, thằng Toàn mới bị vợ phát hiện đi bơm, quánh te tôi luôn. Tao sợ vợ nó gọi cho mày á, mày đi đường mà nói vậy nha. Thì ông sếp ông bắt đi quá thì phải đi chứ làm sao. Tụi nó vô, tụi nó ôm, tụi nó bị đòn đúng rồi. Anh vô anh có làm gì đâu mà. Cái gì mà gọi giật ngược vậy? Có nghe không? Nghe sao không nghe? Ê, tao quên nữa. Sếp mới dặn nè, vợ sếp có gọi á, mày nhớ nói xạo giùm ổng á là ổng đi chung với tụi mình nha. Với lại nãy á, mày hôn con Hồng kiểu gì mà tao không biết, nó kêu nó nói với tao á là nó mất cái bông tai rồi kìa. Vậy nha, có lấy thì nhớ trả lại cho nó đó. Alo Gia hả? Bà nội với mày. Thì có ôm. Đàn ông thì người ta xả trép xíu có sao đâu. Anh nói cái gì? Còn ngụy biện nữa hả? Đây là những lời mà anh nên nói sao? Chứ giờ nói làm sao thì anh đang nói đúng những gì anh đã nói, nghĩ thôi. Phản bội. Thôi. Phản bội cái gì mà phản bội? Ăn bánh trả tiền thôi. Chừng nào á mà anh ra đường á, anh ăn mà anh không trả tiền á là đó là ngoại tình. Anh ăn bánh trả tiền. Một lần. Anh nói nghe đơn giản quá à. Không đơn giản nói làm gì? Nếu mà tôi có ăn bánh trả tiền rồi sao? Còn nếu ba mẹ hai bên biết rồi sao? Anh có biết là mẹ tôi bị bệnh tim không hả? Trời ơi, nhức cái đầu quá, em nếu nhiều quá, anh nhức đầu quá. Bây giờ nè, hai đứa mình không nói, ai biết? Rõ ràng chưa? Vậy thôi, cái chuyện nó cũng tí xíu. Tại sao cái về cái nhà này lúc nào cái chuyện cũng tí xíu mà cứ xé to ra làm cái gì vậy? Em hỏi hết tất cả đàn ông ở ngoài đường có thằng nào không đi bia ôm. Chồng em cũng là đàn ông, em nên tự hào về điều đó. Anh còn nói được như vậy nữa hả anh Khoa? À, nếu như mà anh đi ra đường bia ôm mà có lỗi á thì thật ra lỗi đó là do em mới đúng đó. Hiểu không? Mệt quá. Cho tôi hả? Chứ còn gì nữa. Đó. Bây giờ em nhìn là em từ trên xuống tới dưới coi. Đàn bà không ra đàn bà. Đầu tóc rồi nè. Đó. Rồi quần áo nè. Lê thê lết hết. Đã vậy người về tới nhà trời đó mệt hủy cái người mùi ở trên người em thôi, nó hôi như cú. Ai mà chịu cho nổi. Hở ra là ghen mà không biết tại vì sao chồng mình phải đi bia ôm. Có tự đặt được câu hỏi đâu. Chỉ biết ghen á, anh đi bia ôm, anh đi bia ôm. Người ta đi bia ôm có lý do. Đó, nhìn lại đi, tôi nói có sai chỗ nào không? Mình đâu. Phải rồi. Anh chê con này. Nhưng mà anh coi lại coi tôi có thời gian chăm sóc cho tôi không? Hay là tôi lo cho cái gia đình này? Thôi, giúp giờ. Anh mới lỡ con lần. Tha lỗi đi nha, không có lần sau. Thương. Nha. Sắp làm ba người ta rồi đó, bớt ăn chơi lại đi. Em nói cái gì? Ba hả? Sao rồi em? Bác sĩ nói sao em? Sao mà em buồn vậy? Cái gì? Đồ khốn nạn! Anh ăn nằm với con nào? Đem bệnh về lấy cho tôi. Bác sĩ nói là đứa nhỏ khó mà dỗ được đó. Không, không dỗ được.
tôi nhịn cô nhiều rồi nha. Thôi nha, bản thân mình còn chưa lo được nuôi con chỗ nào. Bỏ là đúng. Hả? Phải lấy điều đó là một sự may mắn. Rõ chưa? Rõ. Anh là khốn vậy. Nghe nè em gái. Vợ có vị trí của vợ. Nếu á mà không muốn ba mẹ mất mặt thì coi mà tự giải quyết. Nó là con của anh đó. Em ơi, anh ăn chả được thì em cũng ăn nem được. Làm sao biết đó phải con của anh hay không? Xin lỗi con. Dạ mẹ, con mới về bệnh viện về. Bác sĩ nói là con không sao hết á, nhưng mà tại con yếu quá cho nên không giữ được con. Dạ đâu có, ảnh tốt với con lắm, bữa giờ ảnh chăm con không á. Nhưng mà đợt này anh Khoa bận đi làm, chắc con về nhà mẹ ở mấy bữa nha. Dạ. Anh Khoa anh lo cho con lắm. Dạ. Dạ. Vậy nha mẹ. Thôi anh, lỡ vợ anh về thấy thì sao? Em làm tụt hứng quá à. Cô ta bỏ về nhà mẹ rồi mà lo cái gì? Thì cũng phải về nhà thôi. Em á, đâu là gì đâu mà dám giành chồng người ta. Đó, bắt đầu nói bậy đi. Từ bây giờ em sẽ là vợ của anh. Anh sẽ ly dị cô ta, em yên tâm đi. Anh Khoa, anh làm cái gì vậy hả? Anh này... Bạn thôi, không có gì hết á. Mà tự nhiên sao em về chứ vậy? Anh ơi, anh bỏ cô ta đi, tụi mình làm lại từ đầu. Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nha anh, cô ta kêu anh bỏ em kìa. Quá đủ rồi em ạ. Em nhìn em đi, rồi em nhìn lại Hồng đi. Làm sao tôi có thể sống được với một người phụ nữ như em được. Ly dị đi. Không, đừng anh. Anh muốn sao cũng được á, nhưng mà đừng có ly dị. Rồi ba mẹ em sẽ sống sao? Không dám nhìn mặt họ hàng. Anh ơi, đừng mà. Đó là cái chuyện của cô. Tại sao chuyện của mình mà cứ bắt người khác phải sống là sao? Tự giải quyết đi chứ. Mình đi em. Cô ơi, tôi năn nỉ cô. Cô buông tha cho chồng tôi đi. Tôi xin cô đó. Anh coi bả kìa. Bây giờ cô có buông ra hay là không? Tại sao nói hoài mà không hiểu vậy? Miễn cưỡng không có hạnh phúc, ly dị đi. Mày con quỷ cái, dám giật chồng tao hả? Tao cho mày chết. Đi ra ngoài đi tao. Cô đi ra. Cô bị điên hả? Làm gì đánh người ta? Bị điên. Tôi bị điên rồi đó. Tôi muốn cho hai người phải chết. Giật cho tao. Nghe nè, đừng giết lắm nha, đừng giết lắm nha. Chở lên. Giết đi. Giết đi. Tôi nói cho cô biết nè, chưa bao giờ tôi coi cô là vợ của tôi hết. Giết đi. Đi em. Chết đi! Muốn đi! Chết đi! Chết đi!
Em ơi mở cửa ra đi, nghe anh giải thích nè. Không cần phải giải thích gì nữa hết á. Thì ra lúc tôi không có ở nhà, anh dẫn con điếm này về hả? Cô nói với đàng hoàng nha, ai là con điếm hả? Ai lên tiếng thì nhận. Em à, bình tĩnh đi, mở cửa ra đi mà, nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em ơi, mở cửa ra đi em ơi. Tôi có cách giải quyết rồi. Ly dị đi. Em ơi, không có ly dị được đâu. Ly dị là xấu mặt ba mẹ hai đứa mình đó. Cái gì? Người như anh mà cũng nói được những câu này hả? Anh đừng lo, sẽ có người mở cửa cho anh sớm thôi. Em cứ nói giỡn hoài. Bây giờ em không mở thì ai mở cho tụi anh được? Ba mẹ anh. Em ơi, em ơi, em ơi, đừng gọi ba mẹ em ơi. Em ơi, bình tĩnh nghe giải thích nè, đừng gọi ba mẹ em ơi. Thật sự thì nếu như mà quy chiếu ảnh về cái vị trí là một người chồng, yeah, và là một người cha, thì chúng ta có thể dùng hai từ thôi để nói về anh này. Yeah. Máu lạnh. Nhưng mà nói anh chồng một thì cũng phải nói chị vợ. Đúng rồi. Bởi vì sao? Mình có chồng, mình có gia đình, mình chăm lo gia đình, nhưng đừng bỏ quên bản thân mình. Bởi vì xét cho cùng, không ai thương bản thân mình bằng mình hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây, như em nói, bản thân người phụ nữ đã bỏ quên chính mình. Và khi họ bỏ quên chính mình rồi thì thật sự họ sẽ không thể nào kêu gọi được bất cứ một cái sự cảm thông từ ai cả. Bởi vì nếu như mà chúng ta quan sát đầu câu chuyện thì chúng ta sẽ nhận thấy cái cách mà bạn đó tiếp nhận tất cả những điều đó, giống như Tuyền dùng từ đó là rất cam chịu. Thế thì cái câu chuyện ở đây lại cho chúng ta thấy thêm một chiều kích nữa, là cô này có vẻ như những cái vũ khí để có thể giữ được cái sự tự trọng của bản thân á còn hơi yếu và thậm chí là thiếu. Đó là gì? Đó là không nhận ra được giá trị của mình, không tin vào bản thân mình. Thậm chí ở đây có thể liên quan đến cả câu chuyện về thu nhập, rồi phụ thuộc vào chồng và cho luôn người chồng cái quyền quyết định mình. Tức là cổ không có tự tin để cổ có thể thể hiện được bản thân mình. Tất cả những cái điều đó nó dẫn đến một cái sự cam chịu vô lý mà chúng ta đã theo dõi trong cái câu chuyện vừa rồi. Ngoài cái cam chịu ra thì em thấy là cái người phụ nữ trong clip vừa rồi là bị một cái gọi là sĩ diện á. Sĩ diện với cả gia đình của mình. Đúng rồi. Sợ rằng là sợ là điều tiếng, sợ gia đình mình sẽ nói ra nói vô. Nhưng mà không biết gì, không biết cái thế mạnh của mình là gì, vũ khí của mình. Ngoài cái chuyện mình phản kháng ra, mình còn phải nhờ những cái phe hỗ trợ nữa. Đó, cái sức mạnh tình thâm nó cũng khủng khiếp lắm. Mình tin rằng là cái suy nghĩ đó chính là cái kết quả giáo dục. Ở đây có thể là chúng ta đã nhầm tưởng một cái giá trị nào đó để rồi chúng ta ghim vào đầu những bé gái và sau đó lớn lên trở thành những cô gái trưởng thành như cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay. Đó. Cái câu đáng sợ nhất nè, con gái lấy chồng phải theo chồng. Đó. Dù trong dù đục á, thì cũng là chồng của mình. Đúng rồi. Đừng có giặt áo cho người xem lưng. Chính xác. Con nghĩ đi, xấu chàng hổ thiếp mà bây giờ cái chuyện tụi bay tày quay ra về cha mẹ ảnh hưởng. Vô tình những cái điều đó nó tạo ra những cái phần tiềm thức mà nó cực kỳ tiêu cực đến cái việc xây dựng hôn nhân sau này của những bé gái đó. Ví dụ như quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngay từ trong tiềm thức nó đã xấu rồi. Rồi ở đó là cái yếu thế mà bạn đó chấp nhận về phần mình. Đó là cái việc mà trở thành một cái nhân vật cúc cung tận tụy chăm sóc cho một gia đình như một dạng bổn phận. Mà trong khi đó về bản chất nó thuộc về sự đóng góp trong hôn nhân. Nhưng tất cả những điều đó nó đã bị sai lệch. Ngoài cái giáo dục ra thì chúng ta còn sự chia sẻ nữa. Đúng rồi. Đó, thường xuyên những thành viên trong gia đình thì phải chia sẻ và quan tâm với cuộc sống nhau hơn. Cuộc sống này rất là nhiều thứ có thể xảy ra bất ngờ mà chúng ta không biết. Đúng. Và đặc biệt là câu chuyện của chúng ta được nêu trong chương trình này thì sẽ là những câu chuyện thật. Chị nghĩ là cái diễn biến ngày hôm nay, trong trường hợp quý vị xem mà quý vị cảm thấy trời ơi tại sao lại kích động đến mức như vậy, thì mình muốn mọi người nhìn nhận rằng nó là một cái diễn biến hết sức là có cơ sở. Cái có cơ sở đó là ở đâu? Đó là cái sự dồn nén suốt bao nhiêu năm nay trong cái cuộc hôn nhân này, và cô ấy đã mặc định mình là một cái người cam chịu, mà thực ra mọi giới hạn nó đều đã được định sẵn, và khi bước qua khỏi cái giới hạn đó thì sẽ bung, và đến đỉnh điểm thì người ta có thể thực hiện một cái hành động mà mình cũng không lường được cái mức độ nguy hiểm của hành động đó là đến đâu. Và cái thứ hai, cái cơ sở của nó nằm trong chính cái biểu cảm của bạn ấy khi mà bạn ấy đã xuống tay với anh chồng. Thực sự nó không phải là sự cố ý,
nhưng nó hoàn toàn là tất cả những cái gì mà tôi đã quá cái sự cam chịu của mình rồi. Và khi mà nó đã vượt khỏi cái giới hạn đó thì chính bản thân họ cũng là một nạn nhân. Cô ấy cũng phải đối diện với một cái sang chấn của bản thân mình. Và cái cảm xúc của bạn khi xuống tay với anh chồng cho chúng ta thấy hoàn toàn là một cái sự bất ổn nội tâm mà cô ấy đang phải gánh chịu. Cái quan trọng là với cái diễn biến này thì muốn hay không, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Yeah. Chúng ta lại một lần nữa xài cuộc đời của mình vào một cái khoảng thời gian mà thực sự nó không tốt cho tương lai và hậu quả nó đã có. Yeah. Như vậy thì nếu như mà chúng ta không có chuẩn bị, chúng ta không chủ động và chúng ta không tìm kiếm cho mình những cái phương thức nó lành mạnh hơn trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống, thì những cái bi kịch như thế này cũng không phải là những bi kịch khó xảy ra đâu. Nói nào ngay khi mà đi quánh ghen á, trước giờ chị hay nói như vậy với các bạn là thực ra nếu có thể thì hãy luyện cho mình một cái khả năng tự chủ để đừng có đi quánh ghen. Bởi vì đằng nào cũng thiệt. Yeah. Mà cái gọi là cái chia sẻ này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều lắm. Yeah. Nhưng mà đó, chứng minh ngày hôm nay cho thấy cô bay vô cô làm mọi chuyện lum xum bum lên thì nó cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà để có thể giữ được cái sự điềm tĩnh và bình thản, nhẹ nhàng khóa cửa phòng, bấm chốt, gọi điện cho người thân, tìm kiếm sự trợ giúp của 500 anh em. Không dễ mà làm được. Nhưng rõ ràng đây là một cái động thái hiệu quả. Dạ. Đúng không? Và an toàn nữa chị. Đúng, rất an toàn. Nói thiệt sự ra em coi mà em thích cực kỳ cái phương án này. Bởi vì sao? Nếu em như là cô vợ thì em còn order đồ ăn, em ngồi em chờ nữa. Trời ơi. Lúc đó thì hơi quá. Mình cảm thấy mừng khi cô ấy làm được điều này. Bởi vì có thể là trong cái khoảng thời gian mà cô ấy nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, trong cái khoảng thời gian giãn cách nhau ra, thì cô có thể đã có thể phản tỉnh, đã có thể hồi tâm chuyển ý, nhìn nhận một cách chính xác về cuộc hôn nhân của mình và luyện cho mình một cái khả năng nó tự tin hơn, nó tự chủ hơn. Và sau câu chuyện vừa rồi thì em cũng rất là cảm ơn chị Tô Nha đã cho, đầu tiên là em là có một cái bài học cũng như là một cái kinh nghiệm để mà kìm được cái sự nóng giận của mình, phân tích làm sao cái nào đúng, cái nào sai, cái nào an toàn. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã và đang xem Bí mật Eva trên kênh MCV Media. Và bây giờ Tuyền Mập cũng như tiến sĩ tâm lý Tô Nha xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.